Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em về việc lựa chọn môn phái để tham gia vào cái kỳ đại hội Võ Lâm năm 2024 à, Và anh em lưu ý là cái video này sẽ dành cho những anh em nào chúng ta đang lăng tăng không biết lựa chọn môn phái nào để tham gia vào các cái thể thức đó là sông đấu, tam đấu, tứ đấu Còn những anh em nào đã quá rành rỗi rồi thì chúng ta có thể bỏ qua cái video này nha anh em ơi rồi đầu tiên là mình sẽ nói về cái thể thức song đấu trước nha ở thể thức song đấu mình sẽ chia làm hai cái giai đoạn cái giai đoạn trên cấp tông sư và giai đoạn dưới cấp tông sư nha anh em ơi rồi đầu tiên mình sẽ nói về cái giai đoạn trên cấp tông sư trước ở cấp độ này thì chúng ta chỉ có những môn phái ví dụ như là tiêu dao ngự phong à, côn lôn phong đình hoặc là có cả thiên nhẫn vụ ảnh nữa anh em ạ à. thì mình sẽ có tổng cộng là bốn phương án để chúng ta ghép tim lại với nhau Đầu tiên là ăn Tiêu Dao, anh em sẽ kết hợp với con Côn Lôn Phong Đình. Đó, một cái cặp này mình nghĩ là sẽ được uh, sử dụng phổ biến thôi anh em ạ. À. Cái cặp thứ hai anh em cũng có thể hoàn toàn chơi Tiêu Dao với Tiêu Dao. Có lẽ mình sẽ ghép cặp trước rồi sau đó mình sẽ phân tích cái điểm mạnh, điểm yếu của từng cái cặp đấu nha anh em ơi. Cặp thứ ba là chúng ta sẽ có uh, Tiêu Dao uh, kết hợp với Thiên Tâm. Cặp thứ tư là chúng ta sẽ có Tiêu Dao uh, kết hợp với con uh, Thiên Nhẫn Thức Tỉnh nha anh em. Đây đây là bốn phương án mình đề xuất cho anh em ở thể thức song đấu ở trên cấp tông sư. Nói về cái cặp đầu tiên là cái cặp uh, tiêu dao với cung Long Phong Đình thì đây là cái cặp mình nghĩ là sẽ phổ biến rộng rãi nhất. Uh, cặp này nó sẽ gần như là không có ngán một team nào ở cấp độ này anh em ơi, trừ khi chúng ta đối đầu với một team mà họ lực chiến cao hơn, vị cao tốt hơn anh em ạ. À. Tiêu dao cấp tông sư thì gần như là cũng không có uh, sợ nhiều với những môn phái ví dụ như là Tàn Kiếm Trảm Nhạc bởi vì con Côn Lôn phong đình này nó khắc chế rất là tốt với con trảm nhạc luôn trảm nhạc sẽ bị khống chế và Côn Lôn sẽ dùng đam gần như là con trảm nhạc bất lực anh em ạ à. còn tiêu dao thì có thể tạo đam hiệu quả cao vào con Côn Lôn phong đình và nó có khả năng câu kéo chạy nhảy và hồi máu nên em ơi nói chung là cặp này rất là tốt ngoài ra thì anh em cũng có thể chơi mỗi cặp tiêu dao tiêu dao để đối đầu ngược lại với cặp tiêu dao với cô lô phong đình vẫn được với điều kiện là bên kia họ không có chơi hệ kim nha anh em chơi cái team mà tiêu dao tiêu dao thì nó sẽ có một cái nguy hiểm là lỡ bên kia nó chơi con tiêu dao kẹp theo con tàn kiếm nữa thì anh em sẽ vất vả nha nói chung là chơi cái cặp tiêu dao tiêu dao là một cái, một cái sự lựa chọn mạo hiểm nếu như anh em có thể đổi phái ở giờ cuối và biết được đối thủ bên kia họ chơi có môn phái hệ thổ và không có hệ kim thì anh em hoàn toàn có thể chơi được cái cặp này một cái cặp tiếp theo nữa là chúng ta cũng có thể chơi tiêu dao kết hợp với thiên tâm thiên tâm ở cấp độ này thật, thật sự là rất là trâu ở côn lôn rất khó kết thúc nhưng nếu mà xét trong một cái trận đánh mà có thể hơn thua với nhau lượng đam thì thiên tâm nó sẽ lép vế hơn so với cung lôn tại vì côn lôn dùng đam và nó khá là đau anh em ạ à. nên cái cặp thứ ba này anh em nên cân nhắc thôi nha chứ không mình không khuyến khích anh em chơi cái cặp này ở cái phiên bản này và một cái cặp cũng khá là lợi hại thứ tư đó là cặp tiêu dao và thiên nhẫn phụ ảnh. Ở à, trường hợp chơi cái cặp này á, thì nó sẽ rơi vào cái trường hợp thế này đó là chúng ta có một cái ạc tiêu dao cực kỳ khỏe luôn. Và một cái khác thì lực chiến không quá nổi trội so với mặt bằng chung của các team khác. Thì anh em có thể dùng cái ạc lực chiến không quá nổi trội đó chúng ta đổi về thiên nhẫn. Thứ nhất là chúng ta có thể ẩn thân để chờ thời cơ. Thứ hai là chúng ta có thể tránh được những cái giao tranh để hạn chế chúng ta bị ăn sát thương anh em ạ. À. Thì trong cái cặp này tiêu dao sẽ là mục tiêu bị công kích chính và đam chính. Chỉ cần tiêu dao dồn được đối thủ tuột máu thì thiên nhẫn có thể tranh thủ lợi dụng thời cơ để xuất hiện và khống chế tiếp tục dồn đam kết thúc đối thủ. Còn kết thúc được thôi mình tiếp tục mình chạy nha anh em ơi. Thì trường hợp cặp này là dành cho một cái team chúng ta bị lệch lực chiến một cái quá cao và một cái lực chiến thì nó không cao lắm. Và dĩ nhiên là anh em cũng có thể sử dụng một cái đội hình cực kỳ mạnh chúng ta chơi được team này nha. Tiêu giao khỏe và cả thiên nhẫn khỏe thì đội hình của anh em sẽ càng khỏe. Bởi vì ở cấp tông sư thì con thiên nhẫn này nó rất là bá nha anh em ơi. Tốc độ dùng combo mạnh, đam cao. Chỉ cần bên kia mà bị tuột máu thôi thiên nhẫn mà nó bắt được cái là anh em rất là khó thoát. Đây là một cái team rất nguy hiểm nhưng rất khó BK nha. Tôi hỏi anh em phải thật tự tin với khả năng BK mình chúng ta mới có thể chơi được team này anh em ơi hay đây là 4 cặp đấu mình tư vấn cho anh em và trong đó thì chúng ta có cặp của tiêu Giao với cung lục phong đình là cái cặp mình nghĩ là chúng ta nên chơi phổ biến nhất à, nói chung là hầu như team nào cũng sẽ chơi cặp này rồi còn vấn đề bk thì sẽ phụ thuộc vào khả năng bk cũng như đồ đạc trang bị của anh em bây giờ mình sẽ nói về đến cái dạng sông đấu dưới cấp tông sư ha bây giờ mình sẽ bỏ những cái này xuống hết đi sông đấu dưới cấp tông sư dưới cấp tông sư nha anh ơi đầu tiên chúng ta vẫn có một cái cặp đó là tiêu giao ngự phong với cung long phong đình đây vẫn là một cái cặp phổ biến cặp thứ hai mình sẽ sử dụng cung lôn phong đình kết hợp với con dương môn đây dưới tông sư thì chúng ta có thể chơi được cái môn phái hệ kim bởi vì ở dương môn có khả năng dứt điểm được tiêu giao của tiêm đài bạn rất lẹ còn ở trên tông sư thì rất khó dứt điểm tiêu giao vì đó mình có thể sử dụng dương môn để xử lý tiêu giao nhưng mà trường hợp dương môn bị côn lôn khống chế ngược trở lại cũng rất là khoai nha anh em Nên cặp này chúng ta cũng cân nhắc thôi Cặp thứ ba đó là côn lôn thức tỉnh đi với một trạm nhạc ha Côn lôn thức tỉnh đi với một trảm nhạc Thì cặp này cũng khá là khó chịu nha Nhưng mà đòi hỏi là trảm nhạc chúng ta phải trâu khỏe Và phải bị ca tốt Còn trảm nhạc chắc chắn trảm nhạc sẽ mục tiêu bị ăn hành đầu tiên Và một cái cặp tiếp theo đó là tiêu giao và thiên tâm nhiều anh em thấy con Lôn khá là mạnh, chúng ta cứ nghĩ là con Thiên Tâm sẽ rất là lép vế nhưng không, Thiên Tâm thật sự nó với cái thời gian 5 giây miễn dịch à, sát thương thì nó có thể vừa khống chế đối thủ, vừa tạo sát thương, à, vừa tạo các hiệu ứng làm chậm rất là khó chịu anh em ạ. À. Và với cái cấp độ dưới cấp tông sư thì cái khả năng xúc đam kết thúc đối thủ rất là nhanh chóng. Và Thiên Tâm nếu như anh em sử dụng thêm cái kỹ băng thanh ngọc nhuận nữa chúng ta có thể lên chiêu cuối một cách liên tục và với việc đó thì cùng luôn rất khó để có thể dồn đam mà kết thúc từ thiên tâm nếu mà thiên tâm là mục tiêu bị dồn đam đầu tiên thì có thể câu kéo được một cái lượng sát thương rất là lớn từ phía đối thủ nha anh em ơi thì đối với cặp tiêu giao thiên tâm cũng là một cái cặp khá là hay um, anh em cũng có thể cân nhắc để chúng ta chơi cỡ cái thể thức song đấu và ở cái dạng song đấu mà dưới tông sư thì mình sẽ có cặp tiêu giao Cùng luôn và tiêu giao thiên tâm là đây là hai cái cặp mình đề xuất cho anh em chơi ở cấp này Đó là về thể thức uh, song đấu Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về những môn phái ghép cặp ở thể thức tam đấu Ở thể thức tam đấu thì mình cũng chia làm hai giai đoạn Đầu tiên đó là trên cấp tông sư Trên cấp tông sư thì mình sẽ có một số cái cặp có thể ghép được với nhau Đầu tiên là vẫn là con tiêu giao ngự phong nha anh em ơi Tiêu giao thì có lẽ chủ đạo trong phiên bản này rồi tiếp theo vẫn là một tiêu dao ngự phong và một cung lôn phong đình đó tiêu dao tiêu dao cùng lôn ha à, cái uh, bộ ba tiếp theo đó chính là vẫn là tiêu dao ngự phong nhưng mà lần này thì mình sẽ kết hợp với hai cung lôn ha tùy theo uh, cái át của anh em bk như thế nào chúng ta lựa chọn thôi nói chung hai cái cặp này nó chín mười với nhau thôi anh em ạ tiêu dao thì có vẻ là khắc được cung lôn nhưng mà cung lôn anh em bk tốt chạy nhảy câu kéo thì rõ ràng con cung lôn nó cũng gây được cái sự ức chế khó chịu nhiều nhưng mà hai cặp này thì mình thấy cái cặp tiêu giao tiêu giao với cung lôn thì nó sẽ có vẻ nhỉnh hơn nhiều so với những cặp khác thì với những cặp này thì con cung lôn là cái con vất vả nhất phải chịu khó chạy nhiều nhất nha anh em à, một cái bộ ba tiếp theo đó là tiêu giao cung lôn và thiên nhẫn đó cặp này nguy hiểm cực kỳ nha anh em thấy cái cặp này đó là tiêu dao cung lôn sẽ chịu trách nhiệm làm tạo đam rồi cũng như là khống chế đối thủ và một khi thiên nhẫn đang ở trạng thái ấn thân mà thấy được mục tiêu bên kia ai ở trạng thái yếu máu mà có dấu hiệu đang bỏ chạy đi ngồi thiền á, anh em cứ việc canh chụp chiêu cuối chắc chắn không chạy được anh em ạ. À. Côn lôn Phong Đình mặc dù có cái vòng hỗn độn kiếm trận có thể miễn dịch khống chế nhưng không thể nào thoát khỏi được cái thuận à cái vòng của con thiên nhẫn nha anh em ơi, không thể nào thoát được. Và lúc này thì thiên nhẫn chỉ việc uh, dồn đối thủ vào con đường cùng thôi. Nhưng nhưng mà nói chung team này thì bắt buộc anh em phải gọi là trâu khỏe thì chúng ta mới có thể chơi được cái team này rất là khó nha anh em ạ à. nhưng đây là team lật kèo rất là nguy hiểm nha nếu như ví dụ như là hai team ngang được chiến với nhau thì anh em chơi cái team này chúng ta lật kèo cũng khá là tốt nhưng mà cân nhắc team này thôi cân nhắc nha anh em ơi mình không khuyến khích đâu khá là khó chơi một cái team tiếp theo đó là tiêu dao tiêu dao và một thiên tâm mình sử dụng hai tiêu dao để có thể áp chế được với Uh, con cung lôn nha anh em ơi và thiên tâm thì chúng ta có thể thứ nhất là anh em đánh gây hiệu các hiệu ứng khống chế rồi sử dụng chiêu cuối để hóa giải sát thương cũng như là hiệu ứng đóng băng. Thì team này có vẻ là thiên tâm sẽ là cực nhất nhưng mà team này cũng là một team khá là tốt. Nếu mà tiêu giao tiêu giao uh, với thiên tâm đối đầu với tiêu giao, tiêu giao cung lôn thì mình nghĩ là cái team Ờ, tiêu giao tiêu dao thiên tâm và bk tốt thì có khả năng là bắt được cái tiêu này rất là tốt nha bởi vì tiêu giao thiên tâm tất cả dồn về cung lôn anh em biết là cung lôn mặc dù thuận rất là trâu nhưng mà cung lôn sẽ bị chịu hiệu quả đóng băng rất là khó chịu nha anh em ơi thì đây là những cái bộ ba mình đề xuất cho anh em tùy theo cái đội hình của mình là hay bk được môn phái nào và cái hạt của mình nó sẽ phù hợp với môn phái nào thì anh em lựa chọn chúng ta tham gia chơi thì đây là cái tam đấu trên cấp thông sư bây giờ mình sẽ nói về cái dạng tam đấu và dưới cấp tông sư nha. Ở tâm đấu dưới cấp tông sư thì chúng ta sẽ có ba phương án thôi. Mình chỉ có ba phương án đề xuất cho anh em. Đầu tiên á là cung lôn. Chúng ta sẽ có một cung lôn phong đình kết hợp với một cung lôn phong đình và đi cùng với một tiêu giao. Hai cung lôn và một tiêu giao nha anh em. Hai cung lôn tiêu giao tim này khá là khó chịu rồi dưới tông sư thì anh em biết là cái lực đam của các môn phái rất là mạnh và cái khả năng phòng thủ cực kỳ yếu tại vì cái trang bị ở dưới cấp tông sư nó chưa hỗ trợ nhiều các môn phái có thể sốc đam trong một combo lọc chuyện rất là đơn giản do đó với cái ưu thế của con côn lôn là vừa được miễn dịch khống chế vừa tạo đam to và cái thuẫn 7 ít côn lôn là rất trâu nữa thì đây là cái ưu thế chúng ta có thể sử dụng chơi côn lôn với nhau à, anh em cũng thể chơi ban côn lôn cũng được nhưng mà nếu team bên kia chơi hệ một nhiều quá thì anh em cũng vất vả ha nên thôi mình sẽ đề xuất cho anh em tầm hai cung long được rồi tiếp theo một cái bộ ba tiếp theo đầu tiên là gì thiên tâm mình sẽ loi thiên tâm lên à, kết hợp với thiên tâm anh em ạ à. và cùng luôn đây team này cũng khó chịu nha tại sao mình phải chơi hai thiên tâm bởi vì nếu như anh em chơi một thiên tâm thì đối thủ sẽ dồn vào đúng một con thiên tâm đó và con thiên tâm đó cực kỳ vất vả nhưng mà nếu chúng ta chơi hai thiên tâm thì hai thiên tâm có thể hỗ trợ lẫn nhau ví dụ con này đang bị rượt thì con kia nó lại nó cũng hỗ trợ được anh em ạ à. nhiều khi hai con lọ không biết rượt con nào trước đó và chúng ta kết hợp với côn lôn. Ở đây là mình kết hợp với côn lôn không kết hợp với tiêu giao nha anh em, tại vì thiên tâm có thể uh, áp chế lại với tiêu giao bên kia rất là dễ. Do đó chúng ta hầu như là không sợ tiêu giao. Rồi, một cái bộ ba tiếp theo đó là côn lôn phong đình. Kết hợp với tàn kiếm, trảm nhạc và một con thiên tâm. Không biết là anh em có cần nhớ ở cái kỳ thiên hạ hội võ gần đây á, với những cái dạng như là server nào 12, 13X á, thì đây đúng là một cái bộ ba rất là khó chịu trong cái kỳ thiên hạ hội võ ha. Thiên tâm là môn phải vừa tạo đam, vừa khống chế vừa rất là trâu trong cái kỳ đó anh em ạ. À. Và cung lô với tàn kiếm thì anh em biết rồi, vừa tạo đam vừa tăng. Thì đây là cũng là một cái team khá là ổn áp. Và mình nghĩ anh em cũng có thể sử dụng cái team này, cung lô trảm nhạc thiên tâm hoặc là cung lô cung lô với tiêu dao phong đình. Thì đây là cái team khá là hay và ba cái cặp đấu này thì ba cặp này cặp nào cũng ổn áp nha, tùy theo cái khả năng BK của anh em. Và anh em có thể lựa chọn cho mình một cái team. Đây là dạng thể thức tam đấu dưới Tông sư. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái thể thức đó là tứ đấu. Đầu tiên là chúng ta sẽ lựa chọn thể thức tứ đấu trên Tông sư, mình sẽ có hai tiêu giao, đã hai tiêu giao và chúng ta sẽ kết hợp với hai cung lôn ha hai tiêu dao đi với hai cung lôn là chuẩn bài luôn rồi nha anh em ơi trên tông sư thì cái môn phá này rất là trâu dựa vào khả năng bk câu kéo ngồi thiền các kiểu đó team này thì mình nghĩ là nhiều anh em sẽ chơi theo cái dạng này rồi một cái bộ tứ tiếp theo đó là tiêu dao nè cộng với thiên tâm cộng với thiên nhẫn thức tỉnh và Ý vậy, à, tiêu giao thiên nhận thức tỉnh bỏ thiên tâm ra nha anh em. Tiêu giao thiên nhận thức tỉnh và cung luôn. Hai cung luôn. Đây. Ờ, à, này thì anh em thấy là cũng khá là ổn áp nha anh em ơi. Chúng ta có hai cung luôn là hai con rất là trâu rồi. À, tạo chón, miệng khống chế, tạo đam. Tiêu giao cũng là môn phái, tạo đam, tạo khống chế. Và thiên nhẫn có một vai trò rất quan trọng đó là kết thúc những mục tiêu bị yếu máu và đang cố gắng ngồi thiền thiên nhẫn vai trò rất lớn nha tìm được bạn mà thấy cái thiên nhẫn mà muốn đi ngồi thiền gọi là ổn áp thì rất là khó nha anh em ơi đây là một cái team mình nghĩ rất là hay ở cấp tông sư anh em có thể lựa chọn chúng ta chơi trong phiên bản này nhưng với điều kiện là ba môn phái còn lại chúng ta phải đủ lực chúng ta chịu chống chịu được khi thiên nhẫn xuất hiện đó như vậy ở cấp tông sư thì mình chỉ có đề xuất cho anh em những cặp thế này thôi ở cấp tông sư thì chúng ta không thể nào sử dụng được cái môn phái hệ kim như tàn kiếm trảm nhạc hay dương môn và ở dạng tứ đấu này thì uh, ở ờ, cấp tông sư chúng ta chơi thiên tâm thì có vẻ cũng hơi thọt tại vì cung lôn được sử dụng khá là nhiều rồi anh em ạ nên mình cũng không có lôi thiên tâm vào trong này nhưng mà thiên nhẫn thì chúng ta có thể sử dụng được ha đây là dạng trên tông sư bây giờ mình sẽ nói về cái cấp độ dưới tông sư và ở thể thức là tứ đấu thì chúng ta cũng sẽ có hai dạng ghép với nhau đầu tiên đó là cung lôn vẫn là cung lôn phong đình phiên bản này của cung lôn thì chắc chắn phải chơi cung lôn anh em ạ chúng ta kết hợp với một dương môn đó, và một tàn kiếm chạm nhạt. Rồi, team này vừa trâu vừa đam. Ví dụ như bên kia mà có cung lôn, cung lôn rồi tiêu dao, tiêu dao đi. Mình nói dưới tông sư nha, bên kia mà có tiêu dao thì hai môn phát hai kim tập trung dồn tiêu dao. Trong khi đó cung lôn thì cũng cố gắng khống chế dồn tiêu dao hay sau đó hoặc là có thể dồn đam về phía cung lôn bên kia. Ờ, à, chúng ta có cái thuận kỳ môn thuẫn của dương môn thì sẽ giúp team mình nó cứng cáp hơn trâu hơn và với cái lực đam của tàn kiếm trảm nhạc thì anh em biết rồi con này mặc dù bị giảm cái độ trâu nhưng lực đam vẫn rất tốt nha anh em ơi chỉ cần anh em có thể sử dụng tâm kiếm hiệu quả dùng đam đối thủ thì anh em cũng có thể kết thúc rất là nhanh thì team này mặc dù nó mong manh nhưng mà có thể khắc chế được với một cái đội hình có một phái hay rất là tốt ở cấp độ dưới cấp tông sư rồi một cái team tiếp theo đó là anh em có thể chơi Cùng lôn phong đình kết hợp với một cung lô phong đình và hai thiên tâm đây hai thiên tâm nha hai thiên tâm thì anh em biết rồi nó sẽ bay tá lả bình tạo đông băng tạo không chế tạo đam ví dụ mà team bên kia có tiêu dao đi thì chúng ta cũng thể sử dụng thiên tâm để gây áp chế cũng được và với việc hai con thiên tâm thì cũng không có quá sợ cùng luôn đâu nè trừ khi mà bên kia quá mạnh sốc đam cái thiên tâm chết luôn chứ không thì thiên tâm cũng thể vùng vẫy được cái khoảng thời gian và nếu chúng ta sử dụng hai thiên tâm đối đầu với một cái tim mà cung lôn cung lôn rồi tiêu giao tiêu giao đi ha à, thì chắc chắn là hai cung lôn sẽ dồn về thiên tâm rồi đúng không thì lúc đó thì cung lôn chúng ta được thảnh thơi rất là nhiều anh em ạ à. thiên tâm trong lúc sử dụng chiêu cuối ngoài việc chạy trốn khỏi sự truy đuổi của con cung lôn này chúng ta cũng thể đuổi theo tiêu giao tiêu đưa bàn để tạo khống chế tạo đam thì lúc đó tiêu giao cũng rất là khó có thời gian để có thể dồn được cung lôn của chúng ta nói chung thì cũng lý thuyết là trên lý thuyết là như vậy nhưng tùy thuộc vào cái khả năng bk của anh em nữa họ phối hợp với nhau như thế nào thì đây là những cái cặp đấu mà mình đề xuất cho anh em thôi ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng các môn phái khác ví dụ như là hoa sơn hoa sơn thì anh em có thể sử dụng ở cái cấp độ tông sư trở lên nha anh em ơi tông sư trở lên thì cũng hoa sơn mới khỏe được hoặc là anh em chơi ngũ độc cũng được ngũ độc thì cũng vậy cũng cần cấp độ tông sư trở lên thôi nhưng mà chơi ngũ độc thì đòi hỏi các anh em phải build thật là khỏe thiên về ngũ độc có nghe chúng ta có cái lượng hút sinh mạnh hút sinh mạnh phòng thủ tốt thì anh em có thể trụ lâu được trong giao tranh nha À, và đặc biệt mình nghĩ là phiên bản này nếu như không có sự xuất hiện của các môn phái như hệ kim ấy, thì chúng ta chơi ngũ độc cũng là hiệu quả à, ngoài ra những anh em nào mà dưới cấp tông sư thì chúng ta cũng có thể chơi thêm một môn phái hay một đó chính là thần cơ ở dưới tông sư thần cơ thực ra nó dùng đam khá là phê nha anh em ơi khá là mạnh luôn á nhưng mà đòi hỏi chúng ta cũng phải thao tác tay nhanh thì ở đây là mình chỉ đề xuất cho anh em những môn phái phổ biến và dễ chơi dễ ghép tim để chúng ta có thể đưa ra những cái phương án lựa chọn thôi. Còn vấn đề còn lại đó là tùy theo về cái nhân vật của anh em build như thế nào, rồi khả năng phối hợp team chúng ta ra sao, rồi cái kỹ năng BK của anh em như thế nào nữa thì nó còn quyết định đến những vấn đề đó nữa anh em ạ. À. À, và có lẽ là mình sẽ dừng cái video tại đây ha. Và nếu như anh em xem cái video này mà cảm thấy hữu ích thì hãy cho mình xin một like nha anh em ơi. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.